bộ bà không có yêu thằng Long hả? Lúc trước thì có, nhưng mà từ ngày nó bỏ đi Sài Gòn chọc điên tôi, không tin nhắn không cuộc gọi á, thì tôi hết trông mong cái ngày về làm vợ nó rồi. Thằng này bạc tình dữ ta. Bà nghĩ vậy là đúng rồi, lấy chồng làm dâu, đẻ con ở xứ này chán lắm. Bởi vậy bằng mọi giá tôi phải trốn khỏi nhà thôi. Ừ. Ờ, bà đi với tôi đi, có gì của tôi ở trên đó mà. Có gì mà sợ. Thôi đi về đi, chán quá. Ê, bà chờ tôi nha, để tôi canh lấy chìa khóa tủ. Ráng lấy đi, chứ không có tiền sao dám đi. Tôi biết rồi. Thôi về. À, Hạnh à. Quán em mới có quản lý mới hả? Ừ, tên Long. Tìm đâu ra hay vậy? Đẹp trai đó. Ủa, mà anh hỏi sao Hạnh không trả lời? Tìm đâu ra tên Long đó vậy? Thì chị em tình cờ quen nhau, là đồng hương mà. Em vẫn chưa nói với anh là quê của em ở đâu đó. Có những chuyện Hạnh không muốn nhắc tới nữa. Hạnh bí mật với cả Cương nữa sao? Hạnh không có chuyện gì để phải giấu Cương hết. Chỉ là có những chuyện nặng lòng Hạnh không muốn nhắc tới thôi. Với lại... Với lại sao? Em nói thì phải nói hết câu chứ. Với lại Hạnh và Cương không có tương lai, chúng ta chỉ có hiện tại, nên cứ đừng hỏi gì về quá khứ. Nói vậy em không sợ anh buồn sao? Đây là tình yêu đích thực chứ không phải trò chơi. Cương còn có mẹ mà, Cương đâu có tự ý quyết định được. Nữa rồi, lại cái đề tài cũ rích, cứ lôi ra nói hoài à. Bây giờ nói đi, Hạnh quen chàng Long đó trong trường hợp nào? Tình cờ thôi, ở ngoài đường á, trong một vụ đánh nhau. Ghê vậy sao? Ừ, bữa đó Long bị đánh hội đồng, do xâm lấn địa bàn xe ôm của ai đó. Hạnh thấy Long bị thương cho nên giúp. Chuyện này hiếm khi xảy ra rồi nha. Thường thì anh hùng cứu mỹ nhân, đằng này mỹ nhân lại ra tay cứu anh hùng. Rồi sao? Thì đâu có sao đâu. Em vừa kể đó, anh thấy cũng hay hay. Từ từ rồi Cương sẽ thấy, Long rất là dễ mến. Hạnh bị choáng ngợp với Long rồi đúng không? Cương đừng nói như vậy. Hạnh coi Long như là một người em ở trong nhà vậy. Với lại Hạnh với Long có cùng cảnh ngộ, đều là những người xa quê lên Sài Gòn kiếm sống. Em sẽ không gọi cho anh nữa đâu. Đến bây giờ thì em đã hiểu rồi. Từ lâu nay vốn dĩ em đã không có anh. Không có anh. Cuối tuần mà Yumi không đi đâu chơi sao? Dạ không, cũng có nhiều người rủ đi chơi nhưng em không đi. Yumi thấy mệt sao? Mà em thấy trong người thế nào? Em không sao hết, chỉ là cảm thấy hơi buồn thôi. Anh có thể giúp được gì cho Yumi không? Em đừng có khách sáo, cần gì thì cứ việc nói với anh. Dạ, cảm ơn anh. À,
Yumi đã tìm được người bạn của mình chưa? Chắc là không cần tìm nữa đâu. Tại sao vậy? Em giận người ta à? Không có. Đã đến lúc không muốn giận, không hờn, không thương, không nhớ, và cũng không cần phải tìm kiếm nữa. À, thì ra là như vậy. Đó là một người rất quan trọng đối với Yumi, đúng không? Nhưng mà kể từ bây giờ không còn nữa. Cách nào cũng được, nhưng mà hãy chọn cho mình một cách để cho lòng nhẹ nhàng hơn. Không đi đâu sao ngồi ở nhà uống của mình vậy? Em đi suốt từ sáng tới chiều rồi. Về nhà tính rủ anh ra ngoài ngồi kiếm cái quán nào lai rai, mà không thấy anh ở nhà. Đi công chuyện chút thôi. Mà công việc không ổn hả anh? Ừ. Thôi, chuyện gì thì chuyện, dẹp qua một bên đi. Giờ anh em nhậu ha. Ok luôn. Chú Tư ơi, chú Tư. Dạ. Ủa, cậu kêu tôi có gì không cậu? À, có gì đưa uống bia không chú Tư? À, còn tôm khô củ kiệu nè, với hộp vịt bát thảo. Vậy là ngon quá rồi còn gì chú. Ủa, nhưng mà hai cậu chưa ăn cơm mà uống gì? Thì ăn no rồi, làm sao mà uống được. Chú cứ sửa soạn đem mồi với bia lên đi hả? Chú Tư lo cái gì, ai đó thì xuống bếp tự động lục cơm ăn chứ có gì đâu. Vậy tôi làm thêm cho hai cậu cái món mì gói xào bò nghe. Vậy thì quá tuyệt rồi. Dạ. Nè, về đây tìm người này nè. Nhưng mà vẫn chưa tìm được. Mối tình đầu hả anh? Ừ. Chuyện cũng qua lâu rồi, nhưng mà vẫn nghe nhói trong lòng lắm. Rồi anh có đăng báo tìm người chưa? Có chứ. Vậy mà vẫn chưa tìm được nữa sao? Nhiều khi người ta không muốn gặp lại người xưa. Với lại chuyện này cũng qua lâu lắm rồi. Mà mục đích anh về tìm gặp là để làm gì? Nhiều khi người ta có chồng con rồi, đâu muốn khơi lại quá khứ nữa. Nếu được như vậy thì càng mừng chứ sao. Mục đích tìm lại cũng mong thấy người ta được hạnh phúc, để mình cũng an tâm trong lòng. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nói vậy thôi chứ không có đơn giản chút nào đâu. Tới tận bây giờ trong tim còn nghe nhói đau lắm. Hai cậu ơi, tôi làm mồi xong rồi nè, vô nhậu thôi. Anh em mình vô đi. Ừ, đi đi. Hôm nay anh ở lại với em nha. Hôm nay em mệt lắm, anh về đi. Ê, gì nữa? Yên, thì bỏ luôn, đưa đi. Đó là khách cho riêng tôi, liên quan gì tới anh? Đưa đây, em không có quyền. Đối xử với tiền như vậy là không biết trân trọng.
Dù em có lao tâm khổ tứ, thân tàn ma dại, cũng vì nó em hắt hủi nó như vậy. Thì em cũng không ra gì. Đời tôi không ra gì từ lúc tôi gặp anh rồi. Con khốn nạn, tại sao mày bạc như vô vậy? Mày quên ai là người cưu mang mày, ai là người đưa mày lên máy hay sao? Mày nên nhớ, tao đưa mày lên được thì tao cũng đạp mày xuống được nghe chưa mày. Tao là quản lý của mày, cả về tiền bạc lẫn thể xác, hiểu chưa? Nhớ chưa? Cái thằng trời ơi con, về sao không cho má biết? Về nói cho má biết làm sao bất ngờ được. Đâu, quay qua coi má làm gì vậy. Trời. Thì má coi, má coi coi bay khỏe không? Má nhìn coi khỏe re luôn, vẫn u nu. Cái này con về được có mấy ngày à? Với lại về sẵn làm giấy tờ để đem lên phường nộp. Bay học ngành gì vậy? Học xong á ra có dễ kiếm việc làm không? Con học ngành quá, ra trường cũng dễ kiếm việc làm lắm má. Đó, mà má thấy không, con chưa có ra trường mà cũng có việc làm ngon lành chứ bộ. Vậy hả? Ngồi đi con. Dạ. À, con quên nữa. Bữa giờ con dành dùm được một chút, má cất cái này bỏ túi đi, ở nhà có muốn mua gì mua. Thôi để dằn túi đi con. Thôi má ở nhà không có cần thiết cái gì đâu, cất đi. Má giữ đi. Giờ kể cho má nghe coi, mày làm cái nghề ngỏng gì mà bây giờ rủng rỉnh tiền như vậy? Má cất đi cho con vui. Hồi mới lên á con cũng khổ lắm, bây giờ thì đỡ rồi. Với lại á má cũng yên tâm đi, bây giờ con tự lo cho mình được, đi học cho tới ngày ra trường luôn. Nhưng mà bay làm cái nghề ngỏng gì, nói cho má nghe coi. Con làm quản lý quán cà phê. Là con bưng bê rửa ly tách cho người ta đó hả con? Không phải, quản lý quán cà phê giống như là coi hết tất cả mọi việc ở quán luôn, từ việc lớn tới việc nhỏ, mình trông coi nhân viên luôn á má. Quán lớn chứ không phải giống như quán cà phê của ông há xóm mình đâu nha. Cái thằng. Rồi ạ. Đi làm vậy thời gian nào đâu con đi học? Con sắp xếp được hết à. Với lại được cái là chị chủ quán là đồng hương của mình luôn á má. Vậy hả? Ừ. Mà cô đó nhà cửa ở đâu? Có đúng là người ở trong miệt này không? Con cũng không có tiện hỏi nữa má ơi, nhưng mà con chắc chắn á, chỉ là người ở xứ mình đó. Đâu ba chạy ù qua chào cô chú ba coi, sẵn thăm con Quý luôn. Bay đi con Quý ở nhà nó nóng lòng giống như ngồi trong đống lửa vậy đó. Nè, qua bển thăm nó một cái đi. Thôi má ơi. Cái thằng này. Từ từ đi má ơi. Với lại á, giờ con không dư giả gì hết á, chưa có điều kiện mua quà qua cho cô chú nữa. Giờ qua đó con cũng ngại lắm. Bây cũng tệ, một chút lễ nghĩa gọi là tấm lòng sao lại quên vậy? Nè, cầm cái này, đi ra chợ mua quà bánh gì đi. Trời má, chợ quê mình có gì đâu mà mua. Với lại tiền nào ra tiền nấy, cái này má cất đi. Má nói thiệt nha, má mà có con gái má không có gả cho mày đâu. Tánh khí gì đâu mà kỳ cục hả? Chuyện chỉ có như vậy, cũng đợi má theo sát để mà nhắc tuồng hay sao? Khó quá, thôi bỏ qua đi má. Ủa, rồi chừng nào bay qua bển?
Đây rồi người ta chửi cha mắng má mày nè Long ơi. Dòng đời nghiệt ngã ta biết đi về đâu, cuộc đời chìm sâu phao chuối người cay đắng, cuộc đời buồn như ánh sao cô đơn giữa trời, biết hơi nào cho ta sống an yên muôn kiếp người. Đời như là đâu dám mơ được đi. Tình ơi đưa ta qua tháng ngày dần bao. Giờ còn gì đâu. Mày nên nhớ, tao đưa mày lên đường thì tao cũng đạp mày xuống được, nghe chưa mày? Tao là quản lý của mày, cả về tiền bạc lẫn thể xác, hiểu chưa? Mày chỉ là một con nhím nghiện ngập mà thôi. Cho ta một lần bên nhau để quên hết đi những tối tăm một thời vừa rồi, để ta sống chung ngày vui. Hãy chờ em kiếp này, ngày buồn đã qua rồi chỉ còn lại tình yêu. Ngày buồn đã qua rồi chỉ còn lại. Cậu ơi cậu, về đây chơi thấy không khí trong lành khỏe hả cậu? Về đây thoải mái lắm chú. Tôi quét dọn phòng sạch sẽ xong hết rồi đó. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Cho con gửi chú Tư cà phê nghe. Thôi cậu cho tiền tôi hoài tôi ngại quá. Thôi cậu cắt đi. Không sao đâu nè, chú Tư cầm đi. Dạ, dạ con gửi chú. Cảm ơn cậu nghe. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Alo. Gặp em được không? Mình đi cà phê nha. Vậy cũng được. Chào cô. Phải con bà Sáu không? Dạ con là Long nè cô. Ủa sao nghe nói đang ở trên Sài Gòn mà sao về đây làm chi? Dạ hôm nay con về con làm chút giấy tờ để con đem con nộp lên trường chỗ con đang học á. Với lại sẵn tiền về con có mua hộp trà cho cô. Trà? Cảm ơn nghe. Ngồi xuống đi. Dạ con để đây. Về lâu mau rồi, gặp ông Quý chưa? Dạ, con chưa gặp, con mới về tức thì à. Rồi học ở Sài Gòn còn bao lâu? Dạ, còn 3 năm. 3 năm? Dạ. Con Quý nó có biết chuyện này không? Dạ, hình như là có biết rồi. Hết tang ông ngoại, rồi tới tang cha. Rồi sắp tới là, ý cậu là kêu con Quý nhà tôi chờ cậu thêm 3 năm nữa đúng không? Dạ. Con cũng chưa biết ý Quý làm sao nữa. Độc quyền độc đoán riết rồi quen thói. Cậu đâu có nghĩ tới con Quý đâu. Cậu thích là cậu làm thôi. Dạ. Con nghĩ là đi học là để lo cho tương lai hai đứa con.
Với lại bây giờ hai đứa mà lấy nhau rồi ở dưới biển vậy con thấy cũng hiu quá. Nhiều khi á, có đi mà không có về, con ráng đi học vậy là con cũng nghĩ tới Quý đó. Nghĩ cái gì? Con gái người ta đang lứa đang thì, rồi bắt nhỏ chờ, rồi sau này cậu học hành thành tài đi, rồi cái cậu buông nhỏ ra, rồi nó biết làm sao. Cô đừng nói vậy, con không bao giờ nghĩ vậy đâu cô. Nghĩ cái gì? Cậu á, cậu đang khiến cho nhỏ đau lòng, cậu biết không? Cậu đi cho sung sướng, để nhỏ ở nhà khóc hoài. Dạ, thôi để chuyến này con gặp Quý rồi con giải thích rõ ràng với Quý nha cô. Thì đó, gặp nó rồi nói, chứ nói với tôi làm chi hả? Nói làm sao cho nó hiểu đó thì nói ha. Chứ hả, tôi thấy nó khóc hoài, tôi đau lòng lắm, tôi chịu không có được. Dạ, thôi con xin phép cô con về. Ủa, chứ không phải qua kiếm con Quý sao? Dạ, chắc để con gặp Quý sau nghe cô.